Hôm nay có phần 2 của chương trình, đó là phần mà chúng tôi muốn dành thì giờ để cảm tạ Chúa. Chưa có năm nào mà đúng ngày 23 tháng 6 lại là ngày Chủ nhật. Cho nên hôm nay tôi nghĩ Chúa cũng muốn tôi dành thời giờ này để cảm ơn Chúa. Tại vì hôm nay đúng là vào ngày Chủ nhật. Đó là lý do mà chúng ta họp mặt tại đây. Để chúng ta trước nhất là thờ phượng Chúa. Và giờ phút này chúng ta sẽ có những bài hát, có những bài thơ, có những bài múa và có những cái sự chia sẻ để chúng ta cùng tôn cao danh Chúa. Tôi thưa quý vị rằng cuộc đời của tôi thật là thăng trầm, phải nói. Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi rất nhiều. Tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho tôi thì tôi có thể nói rằng tôi có một người mẹ rất là yêu thương tôi. Nhưng mà nếu nó hỏi rằng ai yêu tôi nhiều nhất thì tôi thưa quý vị rằng đó là Chúa. Tôi không phải nói về lý thuyết mà đó là thực tế. Mẹ tôi rất là yêu tôi và đã làm tất cả những điều tốt lành cho tôi. Tuy nhiên Thiên Chúa còn làm gấp ngàn lần bội phần nữa. Và những gì mà tôi nhận được, cuộc sống của tôi từ một người ở một cái vùng quê ở Quảng Ngãi, gia đình của tôi rất là nghèo. Và tôi cũng là một người mồ côi, một người cha. Hồi xưa đó, mỗi lần mà nói tới gia đình tôi đó thì tôi buồn lắm. Tôi mặc cảm lắm. Mà tôi mặc cảm cho đến nỗi mà cái tên của tôi cũng thấy sao mà nhiều người cái tên đó là có Nguyễn Văn, Nguyễn Tấn, Nguyễn gì đó mà tôi cũng không có đó. Tôi nghèo đến độ cái tên của tôi cũng chỉ là Nguyễn Hiền thôi. Và đó là thật sự mà cái cảm giác của tôi đó. Bởi vì hồi xưa mình sống trong cái gia đình nghèo. Rồi gia đình của mình từ khi còn nhỏ thì mẹ tôi mỗi lần mà bà đi buôn bán là bà phải gửi tôi. Nên bây giờ mỗi lần mà tôi về quê đó thì người ta hay kể chuyện. Những cái người mà hồi xưa mà mẹ tôi gửi đó, họ nói hồi xưa nè, gửi cho nhà này nhà kia nè, nó chơi với đứa này đứa kia nè. Và tất cả những câu chuyện đó là tôi cảm nhận là Chúa thương tôi. Khi mà tôi vừa lớn lên hiểu biết một chút thì có nhiều đêm mẹ tôi nói như thế này. Mẹ tôi mới nói rằng trong sao mà trời sập để mẹ con mình chết đi. Đó là câu mẹ tôi nói. Mẹ tôi nói thật. Tại vì cuộc sống của chúng tôi đó rất nhiều những cái khó khăn. Và tôi có một người mẹ tuyệt vời, phải nói là tuyệt vời. Tuy nhiên cái cuộc sống của chúng tôi không thể nào mà có thể ngồi lên ấy. Đó là tôi nói, không thể ngồi lên được. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi có cơ hội được biết Chúa. Và tôi biết Chúa đó là tự mình tôi khi còn bé. Gia đình tôi không có theo đạo, gia đình tôi là theo Phật giáo. Trong gia đình tôi có cả một thượng tọa nữa. Như vậy là quý biết gia đình tôi là không có nghĩ gì tới Chúa hết. Nhưng mà Chúa cho tôi lại có cơ hội thích đến những cái hồi nhỏ tôi buồn lắm, cho nên tôi đến những cái nhóm nào, những cái nơi nào mà chỉ cần đông vui một chút thì là tôi đến. Tôi đến thì Chúa lại cho tôi đến gặp một cái nhóm của một cái thầy đó dạy Kinh Thánh. Và từ đó tôi biết Chúa. Hồi nhỏ tôi rất thích lãnh mấy cái hình đó, mấy cái tấm hình đó. Học Kinh Thánh xong rồi được phát cho một tấm hình thôi là tôi mừng lắm. Và cuộc đời của tôi từ khi tôi 6 tuổi là tôi đã biết Chúa rồi. Và lạ lắm, Chúa chọn tôi là gia đình tôi rất là nghèo, cho nên tôi xin mẹ tôi đó không ở nhà, cho con ra nhà thờ. Và tôi ra ngoài nhà thờ tôi ở. Ở là ở không thôi chứ không phải ở lấy tiền đó. Tức là ở giúp cho ông thầy đó quét nhà, bưng kiển vào và làm tất cả mọi thứ. Thành ra từ khi mà tôi còn nhỏ đó là tôi đã được học Kinh Thánh, tôi đã được biết về Chúa. Và tôi cũng đã nói thiệt là không có biết gì. Hồi xưa là ông còn cấm không có cho đọc cái quyển tiểu thuyết nữa cả. Có nghĩa là từ khi tôi còn nhỏ thì tôi đã ở trong cái môi trường như vậy. Đấy, và tôi rất là cảm ơn Chúa. Gia đình tôi không có thể nào như thế. Mẹ tôi không quan tâm gì đến đạo hết. Nhưng mà sau khi tôi tin Chúa, tôi đến với Chúa rồi thì từ đó cảm ơn Chúa là
Chúa cho tôi được biết về Chúa, rồi tôi dẫn gia đình của tôi đến với Chúa. Và từ đó tôi thưa quý vị là câu chuyện của gia đình tôi là kể không biết bao nhiêu chuyện tuyệt vời. Chúa ban phước cho một cách rất là tuyệt vời. Và từ khi mà chúng tôi đến với Chúa thì gia đình tôi bắt đầu hoàn toàn thay đổi. Gia đình tôi là một gia đình nghèo ở tại vùng đó. Nhưng bây giờ nếu mà quý vị về trong khu vực đó thì gia đình chúng tôi là gia đình giàu. Đấy. Đó là không phải Chúa ban phước thôi. Con cháu của tôi là hồi xưa mới đầu họ không có theo đạo đâu. Không có theo đạo. Nhưng mà bắt đầu gia đình của tôi theo đạo hết. Rồi thì mấy người mà có con cháu mà cho lập gia đình với chúng tôi đó, hồi xưa khi mà tôi đi học với Chúa rồi đó, tôi trở về thì nó rất là sợ tôi mời, bắt nó phải đi nhà thờ. Cho nên nó sợ lắm. Nhưng mà tôi không có nói. Tôi không có nói gì về đạo hết á. Tôi đến tôi không có bắt nó đi nhà thờ. Tôi chỉ đến tôi giúp đỡ nó thôi. Tôi thăm viếng mấy đứa cháu, rồi giúp tiền bạc cái gì tôi giúp được. Và một ngày nọ thì những cái đứa cháu tôi đó, nó xin tôi đi nhà thờ. Rồi quý vị biết gì không? Mấy cái người mà con của họ không có theo đạo đó, họ nói thôi kệ nó đi, nói tiếng Quảng Ngãi, kệ nó đi, cho theo cái độ đi, thấy độ lồm an được. Tức là thấy gia đình tôi tự nhiên, chúng tôi từ nghèo mà, tự nhiên sao mà ai con cháu tôi đều là làm ăn rất là khá. Nó thôi kệ nó cho theo cái độ lồm an được, kệ cho nó theo. Và họ không có cấm. Và bắt đầu những cái đứa đó, bây giờ mấy đứa cháu tôi là người ngoại đạo nhưng mà nó sốt sắng bây giờ thở lắm. Đấy. Và tôi muốn nói đi điều này để cảm ơn Chúa. Và trải qua tất cả những cái thăng trầm trong cuộc đời, tôi thấy bàn tay của Chúa luôn nắm lấy tôi. Chúa luôn ở cùng tôi và Chúa ban phước. Cho nên tôi muốn dùng những cái lời này để nói, để cảm ơn Chúa. Và cũng cảm ơn tất cả những người thầy của tôi, những mục sư, những người mà đã dìu dắt tôi. Và để từ một cái cuộc sống mà chúng tôi không thể nào thoát ra được đó, thì Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn trong đời sống của chúng tôi. Và chúng tôi muốn dành những cái thời giờ sau đây để chúng ta cùng tạ ơn Chúa, để làm vinh hiển danh Ngài và để cảm ơn Chúa nhân cái ngày sinh nhật hôm nay. Chúng tôi cũng rất là vui là quý vị cũng đã cùng với chúng tôi để chia sẻ cái niềm vui này. Xin Chúa ban phước trên quý vị và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Đời con như chiếc lá non mau úa tàn. Thời gian đôi khi nắng gắt, nhưng Chúa đã cứu con, ban cho con mọi điều tốt đẹp. Con cảm ơn Ngài và hứa nguyện sẽ luôn phục vụ Ngài. Đó là nội dung của bài hát mới Đời Con Dân Chúa của mục sư Nguyễn Hiền, sẽ do chính mục sư dâng lên Chúa nhân ngày sinh nhật của mục sư hôm nay. Xin kính mời Hội Thánh cùng lắng nghe. Quý vị, tôi thì viết nhạc từ 1973, 74 là tôi đã viết rồi. Tức là bốn mấy năm chục năm. Và tôi viết cũng rất nhiều bài. Và trong tuần lễ này thì đây là sinh nhật, cho nên tôi muốn viết cái bài này là tôi mới viết để mà dâng lời Chúa, cảm ơn Chúa, như là một cái lời cảm ơn của tôi. Lá non mau úa tàn, đời tôi như chiếc lá bơ vơ lạc giữa rừng hoa. Trần gian đôi khi nắng gắt, lắm khi giông tố bao bùng. Lá non mau vàng úa rơi rụng trong rừng hoang. Rồi khi tôi biết Chúa anh vinh quang phú trùm, đời tôi như chiếc lá tươi xanh màu sắc đẹp xinh. Giờ đây hoa tươi thơm ngát, trái ngon ơn Chúa giặc rào, có
hoa vui trong ơn Chúa phước hạnh và bình an. Ôi ơn Chúa quá cao vời, con không thể nói nên lời. Trọn đời này luôn yêu Chúa, đem tin lành truyền khắp muôn nơi. Lá non mau úa tàn, đời tôi như chiếc lá bơ vơ lạc giữa rừng hoang. Trần gian đôi khi nắng gắt, lắm khi giông tố bao bùng. Lá non màu vàng úa rơi rụng trong rừng hoang. Rồi khi tôi biết Chúa anh bình hoàng phú trùm, đời tôi như chiếc lá tươi xanh màu sắc đẹp xinh. Giờ đây hoa tươi thơm ngát, trái ngon ơn Chúa rạc rào. Hoa vui trong ơn Chúa phước hạnh và bình an. Ôi ơn Chúa quá cao vời, con không thể nói nên lời. Trọn đời này luôn yêu Chúa, đem tin lành truyền khắp muôn nơi. Ôi ơn Chúa quá cao vời, con không thể nói nên lời. Trọn đời này luôn yêu Chúa, đem tin lành truyền khắp muôn thầy. Bài hát theo thầy do mục sư Nguyễn Hiền viết cách đây hơn 40 năm đã được nhiều người biết đến. Bài hát thể hiện sự quyết tâm theo thầy Giêsu để ra đi phục vụ Ngài. Đó cũng là tâm nguyện của mục sư Nguyễn Hiền. Hôm nay nhóm múa Hương Nam cũng thể hiện bài theo thầy qua những điệu múa thân thương. Kính mời nhóm múa Hương Nam. Này con ơi, con đã giữ mọi điều. Này con ơi, con còn giữ thật nhiều. Từ khi con vừa mới chào đời, con vừa thấy mặt trời, con ôm cả ngàn đời. Nhưng con ơi, con còn thiếu một điều. Nhưng
nhưng con ơi, con còn thiếu thật nhiều. Con yêu ta, con nên bỏ đời mình, con nên dứt tội tình, nên dần cả hồn linh. Trong nhân gian con đầy đủ mọi điều, nhưng mai sau con sẽ thiếu thật nhiều. Mau ra đi nuôi bao kẻ nghèo hèn, luôn theo bước thầy mình, con sẽ rối hồn linh. Con theo thầy dù mất mát hôm nay, con theo thầy dù chất gánh trên vai, nhưng mai này Giêsu sẽ khen con, chính con là người giàu nhất con ơi. Con ơi, con đã giữ mọi điều. Này con ơi, con còn giữ thật nhiều. Từ khi con vừa mới chào đời, con vừa thấy mặt trời, con ôm cả ngàn đời. Nhưng con ơi, con còn thiếu một điều. Nhưng con ơi, con còn thiếu thật nhiều. Con yêu ta, con nên bỏ đời mình, con nên dứt tội tình, nên dâng cả hồn linh. Trong nhân gian con đầy đủ mọi điều, nhưng mai sau con sẽ thiếu thật nhiều. Mau ra đi nuôi bao kẻ nghèo hèn, luôn theo bước thầy mình, con sẽ rối hồn linh. Con theo thầy dù mất mát hôm nay, con theo thầy dù chất gánh trên vai, nhưng mai này Giêsu sẽ khen con, chính con là người giàu nhất con ơi. Con theo thầy dù mất mát hôm nay, con theo thầy dù chất gánh trên vai, nhưng mai này Giêsu sẽ khen con, chính con là người giàu nhất con ơi. Người chăn. Sau đây là bài thơ do mục sư Nguyễn Hiền viết, nói lên tâm tình của người chăn, những nỗi khổ và vinh quang của chức vụ chăn bày. Chăn chiên lắm cảnh ngậm ngùi, thế nhưng kết thúc niềm vui thiên đàng. Bài thơ sẽ do cô Sương Sơn diễn ngâm sau đây. Người chăn làm cửa
suốt đêm canh bày. Đêm dài vì chiến nếu như chiến biết ngoan hiền vui hơn được cả bạc tiền lời danh. Cuộc đời đâu mãi tươi xanh, mây đen kéo đến phải đành chịu thôi. Lắm khi sấm sét liên hồi, người chẳng lo lắng đứng ngồi không yên. Chiến đâu hiểu nỗi ưu phiền, người chẳng nếm trải mọi miền khổ đau. Dắt chiên đến suối ngọt ngào, người chẳng rét lạnh cồn cào xót xa. Tìm ra đồng cỏ bao la, người chăng cũng phải trải qua đoạn đường. Chiên đâu hiểu nỗi ưu phiền, người chăng nếm trải mọi miền khổ đau. Dắt chiên đến suối ngọt ngào, người chăng rét lạnh cồn cào xót xa. Tìm ra đồng cỏ bao la, người chăng cũng phải trải qua đoạn trường. À, trước khi về chỗ ngồi, tôi xin phép được nhân cái ngày sinh nhật của mục sư Nguyễn Hiền, cho tôi xin có đôi lời gửi đến mục sư. Lời chúc mừng xin Chúa ở cùng luôn luôn, ban ơn phước cho mục sư để mục sư tiếp tục giảng dạy cũng như xây dựng cái hội thánh của Chúa tại hội thánh tình thương. Chúng tôi thì không biết nói gì hơn ngoài sự kêu cầu và nài xin sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của mục sư Hiền, là người đã dành hết thời giờ để phục vụ Chúa, và xin Chúa tiếp tục ở cùng ông cũng như ở cùng với ông bà anh chị em của chúng ta, những người có mặt trong hội thánh tình thương ngày hôm nay. Anh Bên Hồ sẽ lên có bài thơ để mừng sinh nhật cho mục sư Nguyễn Hiền. Xin mời anh. Hôm nay là
mừng ngày sinh nhật của mục sư Hiền. Tuy thì có hơi bị khang tiếng, nhưng cũng ráng ngâm cho bài thơ cho nó tròn vẹn, vì một năm chỉ có một lần. Bài thơ cũng làm hình như làm ngày hôm qua phải. Mừng sinh nhật mục sư Hiền. Hôm nay sinh nhật mục sư Hiền, hồi thánh tình thương với nỗi niềm người suốt đời đi theo chân Chúa, tấm lòng cao cả thật vô biên. Sinh nhật hôm nay đông đủ người, thức ăn nước uống của đầy với, mừng sinh nhật vô cùng hạnh phúc. Mỗi cái nến sắc màu ước nguyện, mỗi cái nến sắc màu ước nguyện, để tỏ lòng quý mến mục sư Hiền. Người không quản ngày ngày đêm sương gió, theo cùng hồi thánh suốt bao mùa. Hôm nay cũng là ngày vui trọng đại, dựng lời chúc tốt đẹp đầy tràn, dựng bó hoa tươi cười vui vẻ, dựng bó hoa tươi cười vui vẻ. Chúc mục sư nhiều ân phước Chúa ban, sức khỏe tràn đầy làm tròn sứ mình, cho con chiên khỏi lạc lối lầm đường. Hạnh phúc người là hạnh phúc của thế gian. Chúa yêu thương một con người thánh thiện, Chúa yêu thương một con người thánh thiện. Mục sư Hiền tràn ngập yêu thương đến với mọi người. Xin hết cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn anh Đình Hồ. Tiếp tục chương trình, anh Thư Văn Tỷ sẽ hát tặng mục sư Hiền nhạc phẩm Nhớ Cha nhân ngày sinh nhật của mục sư Hiền. Mời Văn Tỷ. Dạ, Văn Tỷ muốn hát cái bài Nhớ Cha này cũng là để tưởng nhớ người cha đã ra đi hơn 14 năm, và cũng là tặng cho Hội Thánh Tình Thương và nhất là cho mục sư Hiền. Dạ, xin kính mời. Vàng nẻo đường xuôi ngược trăm chiều tìm kế mưu sinh, lời ca tiếng hát vút bay cao, dù bao gian khó vẫn không nào, nhưng kiếp con tầm mãi còn vương tơ. Giải khuyên lòng cha cao quý thiêng liêng, tình cha ma vô biên, cho con lẻ sống giữa miền trần gian. Chiếc khăn tay
trả muôn lần. Tha cho con mỗi lỗi lầm cha ơi, từ đây vắng bóng cha yêu, lòng con đau xót cô liêu, thế là vĩnh biệt một đời phù xanh. Tình yêu Thiên Chúa như vầng thái dương soi sáng muôn đời, tình yêu Chúa mãi luôn ở với mục sư Nguyễn Hiền. Đó là lời chúc của Ngọc Thanh dành cho mục sư Nguyễn Hiền trong ngày sinh nhật hôm nay. Bài hát Tình yêu Thiên Chúa sáng tác của Ngọc Thanh do Ngọc Thanh trình bày sau đây. Ngọc Thanh xin kính chào Hội Thánh. Hôm nay là ngày sinh nhật của Mục Sư Hiền. Ngọc Thanh xin dâng bài hát Tình yêu Thiên Chúa lên Thiên Chúa và tặng cho Mục Sư Nguyễn Hiền trong ngày sinh nhật hôm nay. Ừ.
buông thắm dương trần. Ngài đem ánh sáng đánh lùi bóng đêm tâm tôi muôn đời. Nhờ ơn cứu rỗi một lòng tín trung luôn phục vụ Chúa. Nguyện theo chân Chúa, nghe theo ý Ngài, yêu thương muôn người, cứu giúp chúng sinh thay đổi cuộc đời. Và hôm nay là ngày sinh nhật của Mục Sư Hiền. Hội Thánh xin mời Mục Sư Hiền. Và xin mời cô Quế La đại diện cho Hội Thánh dâng quà sinh nhật cho Mục Sư Hiền và đôi lời cảm tạ. Kính thưa Mục Sư Hiền và tất cả các anh chị em trong Hội Thánh, hôm nay là một ngày vui của Mục Sư Hiền. Con nguyện xin Chúa cầu nguyện và xin Chúa ban cho mục sư được nhiều sức khỏe để dìu dắt Hội Thánh và luôn luôn làm cho Hội Thánh càng ngày càng lớn mạnh. Xin kính chào tất cả quý anh chị em và tất cả quý thân hữu đã đến chung vui cùng với Hội Thánh, và rất là vinh hạnh, chân thành cảm tạ và vui vô cùng với tất cả những quý vị đã có mặt nơi đây. Xin Chúa luôn ban bình an và sức khỏe cho tất cả quý vị và luôn tất cả cho tất cả các anh chị em trong Hội Thánh. Chúc mừng mục sư. Và đây là một chút tâm ý của Hội Thánh xin trao cho mục sư. Cảm ơn cô Quế, cảm ơn Hội Thánh tình thương luôn luôn rất là yêu thương tôi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đến dự chương trình hôm nay. Sự có mặt của quý vị chúng tôi rất là được hạnh phúc, được khích lệ. Dạ, kính thưa mục sư, hôm nay là cái ngày sinh nhật của mục sư, thì nhóm Mứa Hơn Nam tụi em không có gì hết, chỉ có một chút quà này để tặng mục sư vào lúc nào mục sư thêm một tuổi mới và rất là hạnh phúc. Đây là món quà tâm ý của tụi em. Cảm ơn Nhóm Mứa Hương Nam. Nhóm Mứa Hương Nam chúng tôi rất là biết ơn vì lúc nào cũng rất là sẵn sàng với những chương trình của Hội Thánh, và đặc biệt hôm nay. Cảm ơn Nhóm Mứa Hương Nam nhiều lắm. Kính chào mục sư, kính chào quý anh chị em. Hôm nay tôi cảm thấy rất là vui vì mục sư, ngày sinh nhật của mục sư. Xin mục sư nhận nơi tấm lòng của chúng tôi, cũng như là cầu xin Thiên Chúa ở cùng với mục sư, cũng như cùng với tất cả chúng ta, để Hội Thánh Tình Thương mỗi ngày một tăng trưởng bởi sự dẫn dắt
giảng dạy của mục sư. Là xin Chúa ở cùng luôn luôn với mục sư và ban cho mục sư hạnh phúc cũng như mọi sự tốt đẹp trên đời sống mục sư. Dạ, cảm ơn cô Sương nhiều lắm. Cô Sương là tín hữu từ Alabama, mười mấy năm rồi đi với chúng tôi trong sự hầu việc Chúa. Cảm ơn cô Sương nhiều lắm. Dạ, hôm nay là sinh nhật của mục sư. Tôi có chút quà cho nhỏ để tặng mục sư để làm vui. Và chúc mục sư và cô Thanh trăm năm hạnh phúc và Chúa ban phước cho mục sư và cô Thanh. Rất là cảm ơn cô Sen rất nhiều, người rất là tích cực với Hội Thánh. Cảm ơn mấy chị em tín hữu lại chung vui với mục sư Hiền, với Hội Thánh tình thương của chúng tôi. Rất là cảm ơn mấy cô, mấy chị, mấy bác. Dạ, xin chào. Cảm ơn anh Cơ, cô Nguyệt, là người rất sốt sắng trong công việc Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin chào Hội Thánh. Xin chào mục sư. Hôm nay thì ngày sinh nhật của mục sư, tôi rất là mừng. Tôi có mặt đúng giờ. Vì tôi đường xa xa xôi thành ra đi thờ phượng Chúa cũng trễ, cái đó Chúa cũng biết rồi. Rất mừng là mục sư là người cùng quê hương với tôi, Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Mục sư ở quận Tư Nghĩa, tôi ở Nghĩa Hành. Mà cái năm 65 là giặc tràn về khắp nơi hết, tôi cứ bỏ quê hương. Tôi bỏ quê hương, tôi về, tôi ở tị nạn, cái trại định cư gần mục sư. Lúc đó là tôi học gần hết bậc trung học, chắc mục sư là còn nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Mà tôi còn nhớ cái núi là La Hà Thạch Trận á, là quê hương của mục sư, mà cũng là nơi ăn nấu của tôi, là tôi thường học bài, tôi lấy đó học bài. Nhớ có mục cảm sư ơn Chúa, cảm ơn anh Năm nhiều lắm. Ở từ xa, từ Biên Hòa. Và cũng cái dịp mà mục đây. Sư về Bô Mông thì mới gặp, từ đó tới đây thờ phượng với mục sư. Rất mừng và mục sư được ân phước Chúa ban, mục sư giảng rất là hay và vô đầu óc của tín hữu, rất là những cái bài rất là hữu ích cho cuộc sống mà con gái của Chúa. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn anh Nam nhiều. Mục sư sức khỏe. Trên con đường là mục sư chỉ đi con đường của Chúa, còn tôi thì đi bảo vệ tổ quốc ở miền Nam này. Hai đứa con, một đứa con thì phục vụ cho Chúa, còn một đứa con tôi để bảo vệ tổ quốc. Tôi ở vùng bốn, tôi cực khổ lắm. Thì hôm nay là cũng ngày vui với mục sư. Rất là cảm động và cảm ơn mục sư với ba mục sư hạnh phúc và cái hậu thánh của mình là lúc nào cũng vươn lên và có những bài thơ và hát rất là hay và trên YouTube mọi người cũng xin Chúa bao phước mục sư như hậu thánh mình. Cảm ơn anh Nam nhiều lắm. Chào mục sư, chào chị Thanh. Giang Tỷ và các chị em trong anh Thư cũng muốn gửi một chút quà nhỏ cho mục sư mừng sinh nhật cho ông. Thấy đứa đâu cũng giống nhau, cũng về. Bên anh Thư rất là ngưỡng mộ mục sư cũng như là chị Ngọc Thanh rất là nhiều, và hai người đã gắn bó bao nhiêu ba năm rồi. Rất là mừng và chúc mục sư luôn khỏe, mọi sự an lành, rất là hạnh phúc bên cô Ngọc Thanh. Cảm ơn nhóm của anh Thư Giang Tỷ rất là nhiều. Và thật ra thì tôi gặp Ngọc Thanh cũng là qua cái nhóm của anh Thư Giang Tỷ, tại vì hôm đó đến trong cái chương trình Thanksgiving chúng tôi không biết gì cả. Thật sự là giữa tôi và Thanh thì xa lắc xa lơ, hoàn toàn không thể biết được. Nhưng mà Ngọc Thanh đến nhận hát cho cái chương trình của Giang Tỷ, cho nên đó là cái cơ hội mà được biết nhau. Và từ đó cổ hát thánh ca và cổ cảm động, rồi cổ là qua tiếng hát đó, hát nhiều bài thánh ca. Cái bài thánh ca mà đầu tiên tôi viết á là cái bài Noel. Tôi viết vì sao Ngài vẫn Giáng sinh.
Thì cái bài hát đó cảm động Ngọc Thanh rất là nhiều. Và đó cũng là cái cơ duyên mà Ngọc Thanh cũng đến với chúng tôi. Và rất cảm ơn Giang Tỷ, rất cảm ơn các cô ở trong nhóm của Giang Tỷ. Làm bên anh Thư thiếu vắng một người. Rất là cảm ơn. Giang Tỷ đã lên đây rồi thì mình cũng gặp nhau. Dạ. Hôm nay thì chúng tôi rất là vui và rất là cảm ơn quý vị. Tất cả quý vị, mỗi người quý vị ở đây, chúng tôi đều rất là cảm ơn tấm lòng của quý vị đã đồng hành với chúng tôi nhiều mặt, hỗ trợ chúng tôi nhiều mặt về tinh thần, về mọi sinh hoạt. Thì tất cả có cái sự hỗ trợ của quý vị, chúng tôi luôn luôn là biết ơn và cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chúng tôi. Tôi nghĩ đây là những người bạn rất là tốt với chúng tôi. Hôm nay cũng có một cái trường hợp rất là đặc biệt, đó là anh Năm có dắt chị chị Ngọc Sang. Chị muốn tiếp nhận Chúa hôm nay, thì đó là một điều mà rất là cảm ơn Chúa ở trong cái ngày sinh nhật này mà chị. Chị người Quảng Ngãi hay là ở Sài Gòn? Người ở Sài Gòn. Và mình đến với Chúa đó là đấng tạo hóa, là cha của mình. Và Chúa có một kế hoạch tốt lành cho chị. Chúa sẽ cho chị ở mãi trong nước của Chúa đời đời, được hưởng mọi phước lành của Chúa khi làm con của Chúa, thì thật là tuyệt vời. Khó nuôi lắm. Mà đã học đạo biết. Tức là cô là đạo Phật, nhưng mà ai linh mục hỏi thì của nó có Công giáo, cho nên người ta cho qua lớp Công giáo. Công giáo học cho nên học đạo được biết về Chúa. Đó là một Thì bây giờ chúng tôi còn nguyện với chị tin Chúa nha. Chúa ơn phước cho chị nha. Chúng ta xin kính mời quý vị dành một phút đứng lên với chúng tôi để cầu nguyện cho chị trong bây giờ phút này. Bây giờ chị bây giờ với lòng thành hướng về Chúa, bây giờ chị nói theo tôi, kính lại Chúa, kính lại Chúa là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời. Hôm nay con quyết định, hôm nay con quyết định tin nhận Chúa làm cứu Chúa của con. Tin Chúa là cứu con. Ngài đã tạo dựng nên con, Ngài đã tạo dựng nên con, và chỉ có Ngài, chỉ có Ngài mới có thể cứu rỗi con. Mới có thể cứu rỗi con. Vì vậy con dâng cuộc đời con cho Chúa. Con xin dâng cuộc đời con cho Chúa. Linh hồn thân xác con trong tay của Ngài. Linh hồn thân xác con trong tay của Ngài. Con nguyện đi theo con đường của Chúa. Con nguyện đi theo Chúa. Đầu phục ý của Ngài. Đầu phục của Ngài. Cầu xin Chúa tiếp nhận con. Xin Chúa ơi, tiếp nhận con. Cứu rỗi con. Cứu rỗi con. Ban phước trên cuộc đời của con. Ban phước trên cuộc đời của con. Con xin cầu nguyện. Con xin cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa biết. Amen. Amen. Chị họ tên gì? Từ Thị Ngọc Sang. Từ Thị Ngọc Sang, xin chị yên lặng tôi cầu nguyện cho. Kính lạy Chúa, giờ này chúng con xin dâng chị Từ Thị Ngọc Sang lên trước mặt Chúa. Nhưng vì đức tin của chị, tấm lòng của chị và áo ước của chị luôn luôn được muốn ở trong nhà của Chúa. Chẳng những trên đời này, nhưng mà ngay trong cõi đời đời chị thuộc về Ngài. Vì vậy chúng con xin dâng chị trong tay của Chúa và công bố chị thuộc về Ngài. Như lời của Chúa phán rằng hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa tái sinh đời sống của chị và thần linh của Ngài ở cùng chị, dẫn dắt chị. Con cảm ơn Cha. Xin Ngài ban mọi điều tốt lành trên đời sống của chị và giúp cho chị giữ vẹn niềm tin cho đến cuối cùng. Chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, cảm ơn Chúa và cảm ơn chị. Cảm ơn anh Năm. Cảm ơn chị. Khác Happy Birthday. Rồi chúng ta sẽ cầu nguyện và mình sẽ cùng dự bữa với nhau. Chúng tôi rất rất là cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hát Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday, happy birthday to you. Tôi muốn nói một lời. Tôi muốn nói một cái lời là rất là cảm ơn Ngọc Thanh. Thật ra thì buổi sinh nhật hôm nay thì Ngọc Thanh lo rất là nhiều, tôi thì lo ít lắm. Và tất cả mọi việc Ngọc Thanh cũng đã làm cho tôi rất là vui. Cảm ơn Chúa và cảm ơn Ngọc Thanh. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đem lại cái niềm vui và nhất là sự khích lệ. Chúng tôi luôn luôn là rất yêu thương, quý mến quý vị. Cảm ơn Chúa. Amen. Yeah. Amen. Bạn cùng hát với chúng tôi một lần nữa. Happy birthday. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cảm ơn. Chúng ta hiệp chung để cầu nguyện quý vị. Kính lạy Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được biết Ngài. Cuộc đời của con là tất cả những cái phép lạ, sự thương xót, quyền năng, tình yêu của Ngài đã thể hiện. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã thương xót con và đã cho con được dự phần trong sự hầu việc Ngài. Con biết sự tầm thường, hèn mọn của mình, nhưng Chúa đã thương xót và Ngài đã ban ơn. Con cảm ơn Chúa. Và trong ngày sinh nhật hôm nay, con dâng lên Ngài lời tạ ơn, sự biết ơn sâu xa của chúng con và tất cả những điều Ngài đã làm cho chúng con. Chúng con rất cảm ơn Ngài. Và Chúa ơi, trong giờ phút này, con xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bà chị chúng con, những người, những bàn tay, những tâm lòng đã cầu nguyện, đã nâng đỡ chúng con rất nhiều trong chức vụ trên con đường hầu việc Chúa. Xin Ngài ban phước lại trên quý ông bà trên chúng con. Và xin Chúa cũng ban phước cho bữa thông công của chúng con hôm nay. Nguyện tình yêu của Chúa, sự yêu thương giữa bọc chúng con được chan chứa hơn. Chúng con cảm tạ Ngài, ngợi khen Chúa. Và chúng con cảm ơn Chúa về những vật thực mà Ngài dự bị. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn cô Liên, cô Ánh, cảm ơn cô Liên Bixer, cảm ơn anh Bên Hồ Có Thơ, cô Sương Ngâm Thơ, nhóm danh Giang Tỷ có nhiều bài hát, giáo nhóm của ban múa Hương Nam. Cảm ơn anh chị Cơ, cảm ơn bà Mục Sĩ Linh, cảm ơn anh Hùng phải không? Anh Hùng, anh Thắng.